Mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão Chapa đã trút xuống khu vực phía đông bắc Trung Quốc trong ngày hôm nay, gây ra tình trạng lũ lụt làm gián đoạn hoạt động giao thông tại nhiều thành phố. Tại Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, 7,6 triệu người dân đã bị bất ngờ trước cơn mưa lớn, mặc dù chính quyền địa phương đã ra cảnh báo đỏ về cơn bão này. Mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão cấp bão 4 cấp của Trung Quốc và các cư dân ở đây đã nhận được tin nhắn trên điện thoại di động yêu cầu trì hoãn việc đi làm và các hoạt động trong các hoạt động không thiết yếu do thời tiết khắc nghiệt. Từ tỉnh Hà Bắc tới tỉnh An Huy, nhiều lái xe ô tô đã bị mắc kẹt ở trên đường, nhiều tuyến đường bị ngập nước và hệ thống giao thông công cộng bị tê liệt. Theo dự báo thì sẽ có thêm nhiều cơn bão tác động đến khu vực trên trong những ngày tới chúng ta cũng rất chia sẻ với những khó khăn mà người dân trung quốc đang phải đối diện với những trận mưa lớn khi mà những ngày qua ngay tại miền bắc của việt nam thì chúng ta cũng đã bị đảo lộn cuộc sống rất nhiều bởi mưa lớn rơi vào đúng giờ tan tầm <laughs>